bạn, chào mừng các bạn đã đến với lại Salon. Thì hôm nay chúng ta sẽ chuyển cơ sở từ cơ sở quận 7 qua cơ sở quận Bình Thạnh. Bây giờ đang ở Landmark, chúng ta đang di chuyển cây Piano Ren, chúng ta còn theo dõi hành trình của Salon. Salon nhé. Đang cái tay với. Sáng giờ quá mệt mỏi mà anh Quốc cho chưa cho một cái ly nước nào trong miệng cho vận chuyển đâu quá trời. 3711. Hồi nãy bên kia mà. Nãy kêu bên kia rồi. Nay sẽ là cái hành trình có một sự nhầm lẫn các bạn ơi. Có một sự nhầm lẫn nãy giờ bưng mệt quá. Mà bưng lộn tòa nhà. Hay là chưa bưng lên là còn xíu nữa. Chúng tôi sẽ dọn dẹp ở salon mình hiện tại rồi. Chúng ta vừa mình hạnh bước ngoặt mới của Salon Music Academy. Đây là cây Raven cường quý của mình. Bây giờ chúng tôi sẽ chuẩn bị lên căn phòng mới của chúng tôi. Cơ sở mới. Cây Raven nào? Nào. Hôm nay chúng ta sẽ làm cái trò nhỏ đấy. Cái nồi bức tường không, chắc mình không có đủ tiền để mình quyết định đồ đời để mua được bức tường này. Thang hàng nó không có cần thẻ. Quá đẹp rồi.